Chào, tôi là Đức Mỹ, đang thi đấu cho đội tuyển CBLS. Mình đang thi đấu ở vị trí Xin chào mọi người, mình là Hải Saki, hiện tại mình đang thi đấu vị trí in-game leader cho Cerberus Esports. Xin chào tất cả mọi người, mình là Himat. Mình đang thi đấu tại đội tuyển CBLS ở vị trí Flagger. Xin chào mọi người, mình là Soluji, hiện tại đang thi đấu cho đội tuyển ở Cerberus. Hiện tại vị trí trong team của mình là support. Đoán phụ kiện súng với lại khẩu súng thích Khẩu nhất của súng thích nhau nhất đi. của nhau đi. Ok, lấy Bây giờ mọi người đón cô em trước đi. Hãy chắc là bốn con ghê cơ mà đồ. Larry có 3 không đầu xuống. UBS 3. Con kia. Không. Khẩu AG. Đạn 7. Rồi, rồi. Ôi, VIP có 3 không phụ kiện gì nữa. Không. Buồn ghê làm cái gì? 7 à? MG3. G6. Rồi, Bây giờ nhận, bây giờ có mấy khẩu đà 7. Còn một khẩu mới đây, chúng mới ra đây. A xe à? Hai khẩu súng chính thôi. Phụ kiện. AK là đúng rồi đấy. Đi phụ kiện đó. À không. AK là phải bắn không không có nòng. Get dot. Hả đại thế thôi. Sai lên. Đúng rồi, solo đúng á, AK sai lên cái đó. Tích solo á. Bây giờ chúng mày đoán súng yêu thích của tao đây. Bây giờ gợi ý đi. Gợi ý khẩu AG hay DMG? Thì AR. Bao nhiêu tay cầm thơm X3. Ai rồi. Tay cầm thơm quốc 3 em xây nổi. M4 không phụ kiện, mà mình tên mình tốt cho bà. Không phải, không phải, không phải. Mày đi phụ kiện 3. Không phải luôn. Không đến số sự ra đời rồi. Nói thích cái lạ chứ nhỉ. Cái sự ra đời phụ kiện của bà không? Tại 7 đó, Barry đó. Có khi thích bảo 16 chứ. Không, để thích Barry nhưng mà phụ kiện khác. Cái đi sai lệch quá. Cái không không vàng vàng. Rồi, bay đi, cái bay đi đấy. Là chắc cái nòng là chắc flash. Tay cầm dọc. Flash là sai luôn rồi. Đấy, không, sai lệch luôn. Không phải sai lần luôn rồi. Bè như tay cầm dọc cầm bè. Nhất đâu. Không phải, không phải, không phải. Nó ăn không nòng sao á. Đấy lạ đó. Đi ba mày không có đông à? Phải tay cầm thấm. Đi tay cầm nhập không nào rồi. Cầm nhập không nồng rồi. Tay nhập không nồng cấp 3. Rồi nhớ tao biết không nồng mày bốc vô nhà thấy không nồng bé nồng đi. Vì điểm mà không lòng. Mày giữa mày vừa nói flash với lại cầm em không thích. Tạm con muốn flash thôi. Bây giờ gửi thêm đi. Nãy tao vừa nói flash trong mày bảo là mày sai rồi. Thì tay cầm thơm. Tay cầm thơm flash đấy. Cầm bê X2. Đúng rồi. Cầm bê. Em nói chưa nha. Giờ mọi người đoán chúng thích nhất của em đi. À rồi, đây mà rồi. Đến bây giờ à không không ngay A ngay A rồi nha Garuda cái gì nữa bé Garuda bé Gil phôi phụ kiện X3 cũng thích Garuda nha Garuda mà
Đúng rồi, ra không nồng. Bắn cái cắt thịt vô bắn không được. Chỉ có anh nó hiểu ra rồi. Không nồng nhưng phải có 3 nữa. Đúng đúng. Tới kết kìa. Mỹ kìa. Này đánh ăn bắn súng gì đi. Súng DMR nha. Cái két full gear 8. Em là G full gear xe lần đấy 8. Với đét. Đèn xanh MK12 à? Không còn có cái mini hả? Mini giờ kia 8 nha. Đọc flash thôi. Khẩu MK14. MK14 để máy mở. À không, full gear U. Oh, mày đi sai lại đến 6. Ui, nãy đúng rồi, đúng rồi. Ui giời. Mày thế. Hôm nay đến đây thôi. Chắc hẹn mọi người vào clip, những clip lần sau nhé. See you again.